Thì có cô nói thì vợ cháu mới nghe, cô cứu cháu với ạ. Chuyện gì? Nói cho cô nghe xem nào. Vợ cháu, cô ấy đòi ly dị. Ly dị? Bởi vì cháu ngoại tình ạ. Ngoại tình? Vâng ạ. Để em. Em không đi đâu à? Có, sao em đi làm? Hôm nay em ngủ nướng thêm có 5 phút mà thành muộn luôn. Em phơi chỗ quần áo nữa nhá. Alo. Là em đây. Hôm nay anh gặp em được không? Em muốn gặp anh. Em nhắn cho anh địa chỉ nhá. Anh gọi nước cam mà em thích đấy. Hôm nay em gọi anh ra đây là có chuyện muốn nói. Sao tự dưng hôm nay lại nghiêm túc thế? Bọn mình chia tay đi. Sao lại chia tay? Đùa anh à? Bố mẹ em đã tìm cho em một người phù hợp rồi. Anh ấy là giám đốc một công ty lớn. Em thì lại không muốn trái lời bố mẹ. Hóa ra tình yêu của em với anh chỉ có thế thôi. Mà cũng phải thôi. Giờ anh đã có gì đâu. Làm sao mà so sánh được với anh giám đốc công ty đấy. Chúc em hạnh phúc. Anh chưa đi à? Anh. Anh có nhớ quán này không? Hồi xưa chúng mình hay hẹn hò ở đây. Em nhìn góc nào cũng thấy kỷ niệm của hai đứa mình đấy. Độ này em thế nào rồi? Em ly dị rồi. Em lấy người mà em không yêu. Sống với nhau thì em chỉ nghĩ đến anh thôi. Giờ anh đã là người có gia đình rồi. Em hiểu. Và em biết cả chuyện người vợ hiện tại của anh là do bố mẹ anh ép cưới nên anh mới cưới. Chắc chắn trong tim anh vẫn còn có em. Chuyện đó... Em ly dị rồi. Chúng mình đến với nhau anh nhá. Một tuần nữa mình đi Đà Lạt đi. Em muốn hai đứa mình sẽ bỏ lại hết chuyện hiện tại. Đến một nơi chỉ có hai ta. Được không anh? À, anh về rồi ạ? À? Đợi em một chút xíu em lau nốt sàn. Ừ. Chào mẹ ạ. Ừ. Về đến nhà rồi. Hiện tại nó khư khư ở trên tay ấy. À, anh này. Ơi. Một tuần nữa là giỗ bố em rồi. Em đang tính là cả nhà mình sẽ cùng nhau về quê. Em sẽ xin cơ quan ở lại làm đêm để đến hôm đấy lo công việc cho nó yên tâm. Phải đấy con ạ. Đã lâu không về. Đợt này con về, mẹ gửi ít trái cây hoa quả lên thắp hương ông thông gia con ạ. Tuần tới con lại đi công tác mẹ ạ. Sao? Anh đi công tác á? Ừ. Lịch đột xuất ạ. Ừ. Thôi thế anh cứ đi lo công việc đi vậy. Em với con sẽ về. Con đây có điện thoại đây. Alo, sao lâu thế anh? Nhận được tin nhắn của anh, em gọi lại ngay đấy. Em biết anh nhớ em mà. Một tuần nữa, mình sẽ được đến Đà Lạt mộng mơ và được bên nhau thoải mái rồi. Đói quá. Hai vợ chồng con ăn đi. Mẹ thấy hơi đau đầu. Chắc mẹ phải lên nghỉ một tí. Mất hết rồi. Không còn gì nữa rồi cô ơi. Cháu mất tất cả rồi. Là sao? Thì có cô nói thì vợ cháu mới nghe. Cô cứu cháu với ạ. Chuyện gì? Nói cho cô nghe xem nào. Vợ cháu, cô ấy đòi ly dị. Ly dị?
bởi vì cháu ngoại tình. Ngoại tình? Vâng ạ. Chỉ vì cháu cảm nắng nên cháu không phân biệt được đúng sai. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở ra, cô ấy không chấp nhận cháu, cô ấy đòi ly dị. Đến giờ thì cháu mới biết gia đình quan trọng như thế nào. Cháu không thể để mất cô ấy được. Sai lầm này là tối kỵ trong hôn nhân. Mà thôi, giờ cháu vào trong nhà nghỉ tạm đi đã. Để em đưa anh vào nghỉ. Còn thầy đây, nếu biết sự thể ra như thế này, phải chăng đừng làm những điều gì sai trái? Hôm trước mẹ thấy có người gọi điện vào máy của con, nói đi Đà Lạt đã liếc gì đấy. Tháng này con lớn rồi, mẹ nghĩ rằng con biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Con cứ suy nghĩ đi, đừng để phải hối hận như thằng Bình. Ơi, không cơm nước gì hả em? Em đi đâu đấy? Tôi đã biết chuyện của hai người rồi. Nếu như anh đã quyết định như thế, anh cảm thấy anh không thể sống thiếu cô ta, thì đây, tôi đồng ý giải thoát cho anh đấy. Từ hôm nay, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà. Cái gì thế con? Mẹ. Mà sao con không vào giường ngủ lại nằm ở đây? Vợ con đi làm về muộn, con thức đợi vợ con về. Anh còn biết lo cho nó ấy hả? Mẹ, con hiểu ra rồi mà. Chỉ là sao lòng do gặp lại người yêu cũ thôi. Chứ con hiểu là điều quan trọng nhất với mình vẫn là gia đình mẹ. Alo. Mi à? Chúng ta dừng lại thôi. Anh không thể làm gì có lỗi với gia đình của anh được. Từ nay em đừng liên lạc với anh nữa nhé. Còn người ta, ai cũng có những lúc sao lòng, nhưng điều quan trọng nhất phải biết cái gì là quý giá đối với mình. Ngày mai mẹ với cái Thảo về quê, anh có đi cùng hay anh đi Đà Lạt tùy anh quyết định đấy. Mẹ, mai chắc chắn là con sẽ đưa mẹ với vợ con về quê rồi. May là nhờ có mẹ giữ con lại kịp, nếu không con đã có lỗi với vợ con rồi. Chà bố anh. Con chào mẹ. Anh con. Dạ. Mọi người chưa đi ngủ ạ? Vợ chưa về làm sao mà anh ngủ được. Bây giờ em vào tắm đi, cơm nước để anh lo, xong cả nhà mình ăn cơm, đi ngủ sớm, sáng mai cùng về quê. Anh nói là anh đi công tác cơ mà. Bỏ công việc đi, bây giờ đối với anh nhá, vợ con và gia đình là quan trọng nhất.